Tiếp tục ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Sáng nay, kỳ họp tiếp tục tiến hành các nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi chủ tọa kỳ họp. Cùng dự còn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại phiên chất vấn sáng nay, Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu, tập trung vào việc đầu tư xây dựng các chung cư, nhà ở xã hội, các dự án chậm triển khai. Tiếp đó, chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại biểu đặt nhiều câu hỏi về dự án xử lý rác sinh hoạt, tiến độ khai thác các nhà máy xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn, vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng, vấn đề bồi thường hỗ trợ vụ mùa cho các hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp. Về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng, trung tâm này được xây dựng từ năm 2022. Nhà xưởng và công nghệ hiện nay đã quá lạc hậu cũ kỹ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nhiều năm qua, người dân phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Chính quyền và người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị xử lý nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Từ năm 2018, thành phố đã tiến hành quy hoạch một số địa điểm, tính toán việc di dời trung tâm đến một nơi khác. Thế nhưng cho đến nay thì việc lựa chọn địa điểm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi chờ chủ trương di dời trung tâm, đề nghị đồng chí cho biết trong thời gian đến thành phố sẽ có những biện pháp gì để nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây. Tức là cuối năm 2021 thì Sở Môi trường đã thành lập cái đoàn kiểm tra và kiểm tra liên quan đến cái ô nhiễm môi trường đối với lại cái khu vực giết mổ Đà Sơn này. Thì qua đó thì qua kiểm tra thì đầu 2022 thì cũng đã tham mưu Ủy ban thành phố ban hành xử phạt là 180 triệu đồng. Và trong tháng 3 năm 2023 này thì thành phố, Sở Môi trường thành phố đã chỉ đạo Sở Môi trường tham mưu và thành lập đoàn kiểm tra. Thì trong dự kiến là trong tháng 7 tháng 8 này sẽ có tổng hợp về cái mức hình phạt, mức xử lý đối với lại ô nhiễm môi trường đối với cái khu của cái giết mổ gia súc gia cầm này. Cái về hướng xử lý thì cái việc di dời đối với lại khu giết mổ gia súc gia cầm này cũng phải đặt lên hàng đầu. Thì trong cái này thì về mặt thành phố cũng có cái yêu cầu chỉ đạo là trong quá trình lập quy hoạch về các phân khu cũng như quy hoạch tỉnh cũng đã có nêu ra và cái hướng địa điểm chúng ta chọn để đảm bảo vừa là khoảng cách an toàn về cái môi trường nhưng mà cũng đảm bảo về cái nguồn an ninh lương thực cho cái vấn đề liên quan đến cái giết mổ gia súc gia cầm. Và hai vấn đề đặt ra thì thành phố đã có chỉ đạo các ngành thì trong quá trình tham gia công tác chọn địa điểm lập quy hoạch thì ngành môi trường sẽ tham gia cùng liên quan đến đánh giá tác động về môi trường đối với lĩnh vực mà ngành đã phụ trách. Các công ty xí nghiệp khai thác khoáng sản tại các mỏ tại của địa bàn thôn Phước Thuận và Phước Hảo, xã Hòa Nhơn đã gây bồi lấp đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân và hỗ trợ đền bù theo quy định. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, các công ty xí nghiệp này dừng hoạt động và không hỗ trợ cho người dân. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết thành phố có chi bồi thường hỗ trợ vụ mùa cho các hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp như trên hay không, hay có hướng xử lý nào khác và thời gian nào sẽ triển khai thực hiện vấn đề này. Trong quá trình thực hiện cấp giấy phép và tham mưu cho Ủy ban thành phố cấp giấy phép về khai thác khoáng sản thì có thực hiện hai cái vấn đề, đó là vấn đề thứ nhất là liên quan đến vấn đề ký quỹ môi trường và thứ hai là tiền cược về môi trường. Hiện nay là các doanh nghiệp mà đã thực hiện khai thác khoáng sản là chưa trả cho người dân. Thì hiện nay với cái tổng mức ký quỹ hiện nay thì có thể đảm bảo cho việc này. Như vậy cách thức như thế nào? Thì báo với lại đại biểu Huỳnh Bá Thành thì cách thức như thế này. Tức là sau, thì sau khi trên cơ sở đó thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ mời cùng với huyện Hòa Vang sẽ mời các doanh nghiệp mà hiện nay đã trước đây đã cam kết hỗ trợ cho người dân sẽ thực hiện cam kết. Nếu trong trường hợp các doanh nghiệp không cam kết thì Sở Môi trường sẽ tham mưu ủy ban thực hiện hai cái vấn đề nguồn ký quỹ môi trường cũng như là tiền cược đối với lại việc khai thác khoáng sản này để chi các hộ dân và thực hiện trong tháng 7 tháng 8 này cho nó hoàn thành. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi cho các ngành chức năng thành phố liên quan đến các vấn đề nóng trên địa bàn về các lĩnh vực y tế, xây dựng, giao thông, an sinh xã hội.